Chào tất cả mọi người đến với Đá Quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay Vượng giới thiệu cả nhà một lô vòng đá Ulick đen nha các bác nhé. Đây là đá Ulick đen, đá tự nhiên 100% ạ. Cái màu đen này thì hợp với mệnh mộc và mệnh thủy nha các bác nhé. Đây thì em có hai size 10 ly và size 14 ly, size dành cho nam và một size dành cho nữ ạ. Đây là đá đen Ulick, màu rất bóng nha các bác nhá. Bóng. Đánh bóng. Vâng, bên em thì bán sỉ bán lẻ cho các bác nào có nhu cầu cần nha các bác nhá. Giá cả rất chi là phải chăng ạ. Mua càng nhiều thì giá càng rẻ. Vòng tay đá đen Ulick hợp với lại mệnh thủy và mệnh mộc nha các bác nhé. Đây là bác nào đeo phong thủy ạ. Còn em bán chủ yếu là bán xỉ như các bác nhé. Bán xỉ cho các cửa hàng cũng như là các dân kinh doanh các loại này. Bên em thì có rất nhiều loại vòng nha các bác nhé. Các bác xem ở trên video thì kênh của em thì biết đấy, em bán chủ yếu là rất nhiều loại, có số lượng nhiều cho các bác cần nhé các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mà muốn mua thì liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0922 314 333. Bác đã nhắn tin một số Zalo hoặc số điện thoại nhé, 0922 314 333. Bán xỉ bán lẻ em đều bán nha các bác nhá. Vâng, bác nào có cùng sở thích đam mê về các loại đá phong thủy cũng như là đá quý thì có thể là đăng ký và theo dõi kênh cũng như là giao lưu và đóng góp ý kiến lên đây này shop nha các bác nhá. Bên em có rất nhiều loại hàng, chắc chắn là rất ít bác có đủ sưu tập như của em. Nên chắc chắn là các bác sẽ có một cái gì đó. Vâng, đây là đá đen Ulick nha các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ.